bị quấy rối, hăm dọa, xúc phạm, vì đóng vai phản diện. Giờ khóc, giờ cười, vì vai phản diện. Cứ ngỡ chuyện diễn viên bị ném đá vì đóng vai phản diện quá đạt bây giờ chỉ còn trong chuyện cổ tích, bởi khán giả đã biết phân biệt giữa phim và đời thực. Nhưng câu chuyện đó thỉnh thoảng vẫn được lặp lại, khiến cho nhiều nhà làm phim lẫn diễn viên không biết nên buồn hay vui. Cụ thể, trong Về Nhà Đi Con, Quỳnh Nga được giao đảm nhận vai Nhã, một chuyên viên tư vấn cao cấp. Nhã là một cô gái xinh đẹp, thông minh và tài năng, nhưng lại khá thủ đoạn, vì mục đích trở lại của cô là để phá vỡ hạnh phúc của Vũ Hồng, trả thù chuyện cũ trong quá khứ. Ngay từ khi Nhã xuất hiện ở tập 5, hai nhân vật này đã khiến khán giả tỏ ra vô cùng ác, nhức mắt. Càng về sau, không chỉ nhân vật Nhã bị ghét mà ngay đến cả Quỳnh Nga cũng bị ném đá, không tiếc lời. Đỉnh điểm là mới đây có rất nhiều khán giả vì quá ghét nhân vật Nhã mà gửi đến cô không ít lời chửi mắng thậm tệ, khó nghe. Điều này khiến Quỳnh Nga bức xúc trên trang cá nhân. Các bạn có thể chửi Nhã, chửi mình, nhưng đừng lôi cả gia đình, bố mẹ mình vào để chửi, để châm chọc. Thử đặt trường hợp là bản thân ngày ngày nhận được tin nhắn những lời như vậy đến gia đình mình, các bạn sẽ như nào? Tương tự, diễn viên trẻ Huyền Thạch cũng tiết lộ cô từng nhận được không ít tin nhắn khiếm nhã khi đóng vai nữ quái Lưu Ly, con của chủ ma túy Cường Lâm phim Mê Cung. Đây là một vai thuộc tuyến nhân vật phụ nhưng lại có tính chất phản diện. Trong phim, nhân vật này có nhiều pha hành động khá sắc lạnh và nóng bỏng với người tình. Những tin nhắn khiếm nhã tôi không bao giờ trả lời, không quan tâm và sẽ black luôn nếu cảm thấy khó chịu. Những người không lịch sự thì không đáng để mình bận tâm, Huyền Thạch nói. Trước đó, Thu Quỳnh cũng gặp không ít rắc rối khi vào vai Mi, Sói, phim Quỳnh Búp Bê, quá đạt. Cô thậm chí còn bị nhiều khán giả trẻ ghép ảnh và có nhiều lời lẽ khiếm nhã trên trang cá nhân. Thậm chí, diễn viên Trịnh Xuân Hảo, người thủ vai, chồng hờ của Lan trong phim Quỳnh Búp Bê còn bị khán giả hăm dọa tìm đến nhà riêng để xử. Đến mức, nhiều đồng nghiệp phải khuyên anh không nên đi ra đường trong những hiệu ứng phim đang căng thẳng. Không nên để lời lẽ tiêu cực chi phối đời sống. Nghệ sĩ nhân dân Lan Hương cho rằng, đóng vai phản diện mà làm cho khán giả ghét bỏ, tức tối, căm phẫn, là người diễn viên đã thành công. Nhưng để tạo ra được sự thành công đó, đôi khi người diễn viên phải đối diện với không biết bao nhiêu áp lực. Áp lực về diễn xuất, áp lực về dư luận. Có nhiều khán giả đôi khi vẫn chưa phân biệt được giữa phim và đời thực. Ghét nhân vật trên phim là chuyện bình thường bởi khán giả đang sống với cảm xúc của bộ phim. Nhưng đừng vì bức xúc với vai diễn mà xúc phạm diễn viên. Diễn viên đóng vai diễn đó vì được giao vai, họ phải cố thể hiện cho ra cái chất phản diện của nhân vật chứ không phải họ là như thế. Phim và đời hoàn toàn khác nhau, không phải ai xấu mới được giao vai xấu, nghệ sĩ nhân dân Lan Hương nói. Theo nữ nghệ sĩ, diễn viên cũng nên nhìn vấn đề thoáng ra để không bị tiêu cực chi phối. Nên xem việc khán giả phản ứng với mình là đang bức xúc với vai diễn chứ họ không có ý gì khác. Nếu có ai đó chưa hiểu chuyện thì có thể tìm lời lẽ để nói cho họ hiểu. Nhà biên kịch Trịnh Thanh Nhã cho rằng, bất kỳ diễn viên nào khi nhận vai đều phải chuẩn bị sẵn tâm lý và tinh thần để đối diện với mọi tình huống xảy ra. Diễn viên không chỉ có trách nhiệm thể hiện tròn vai diễn của mình trên màn ảnh mà còn phải ứng xử làm sao để khán giả nhận ra tất cả những gì mình thể hiện đều theo yêu cầu của nhân vật, của bộ phim. Tôi thấy chuyện khán giả phản ứng với vai diễn theo một cách nào đó là chuyện đáng vui mừng. Bởi nếu mình không thể hiện ra chất phản diện của nhân vật chưa chắc người ta đã phản ứng đến thế. Đôi khi có thể vì quá ghét nhân vật mà khán giả có lời lẽ hơi thái quá thì cũng nên bình tĩnh mà xử lý. Kỹ năng xử lý tình huống ở đây chính là không nên để những bình luận tiêu cực quá tác động đến mình. Ở một khía cạnh khác, khán giả cũng không nên thái quá khi bức xúc với nhân vật. Phim ảnh là phim ảnh, đời thực là đời thực. Nếu phân biệt được chuyện đó thì mới là những người xem phim thông thái, nữ biên kịch này nói. Theo Thu Quỳnh, một trong những kinh nghiệm của cô khi nhận được bình luận hoặc tin nhắn tiêu cực đó là không quan tâm đến nó. Bởi nếu để tâm đến nó thì sẽ rất dễ làm tinh thần bị ức chế và dễ làm suy giảm cảm hứng với công việc diễn xuất. Thậm chí, đôi khi diễn viên cũng nên tự ám thị kiểu AQ để nhìn nhận mọi việc nhẹ nhàng hơn. Phàm đã làm người của công chúng thì khó lòng tránh được chuyện nọ, chuyện kia. Một vai diễn cũng có thể 5 người 10 ý. Cái cốt yếu đó là mình không nên vì một vài bình luận mà để ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Thu Quỳnh bày tỏ. Hà Tùng Long, nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.